hơn 5 triệu người Việt mắc bệnh đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường, chiếm 5,7% dân số. Song 50% trong số họ không được chẩn đoán. Đây là một trong những thông tin được giáo sư tiến sĩ Trần Hữu Giang, Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam cho biết tại chương trình Yêu lấy mình CAMI do Bộ Y tế vừa tổ chức và cảnh báo đái tháo đường đang lặng lẽ đến với người Việt Nam. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Hữu Giang, khoảng 50% người mắc bệnh nhưng không được chẩn đoán, chưa tới 30% người được chẩn đoán điều trị tốt. 10% bệnh nhân cuối cùng chết vì bệnh thận và những người tổn thương thận giai đoạn cuối nhiều nhất là do đái tháo đường. Đặc biệt, một nửa bệnh nhân đái tháo đường lúc phát hiện bệnh đã có biến chứng tim mạch. Đái tháo đường tiếp 1 có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu là ở người trẻ, thanh thiếu niên. Dấu hiệu điển hình của tiểu đường là đói và mệt, đi tiểu thường xuyên và khát hơn, khô miệng, ngứa da, sụt cân nhiều, thị lực giảm. Bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 diễn biến rất âm thầm, thậm chí không có triệu chứng, tập trung ở người trưởng thành, dấu hiệu như là nhiễm trùng, vết loét hoặc vết thương chậm lành. Đái tháo đường ảnh hưởng đến tim mạch, thận và chi, gây nhiều biến chứng như đột quỵ, suy thận, giảm thị lực, mù lòa và những biến chứng bàn chân. Nhiều bệnh nhân đến viện phải cắt cụt chi điều trị biến chứng.